Xin chào các em. Hôm nay là ở tuần 9 bộ môn công nghệ thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta tiếp tục bài số 4 là thực hành sử dụng công tơ điện. Ở phần tiếp theo này thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là cách đọc điện năng tiêu thụ ở công tơ điện cơ trước nha. Các em quan sát ở trên hình đây là mặt của một cái công tơ điện cơ. Thì đây là cái dãy số chỉ điện năng tiêu thụ đây các em. Thì em để ý nè, ở phía dưới của nó là có số 0, 1, 10, 100, 1000, 10000 đó. Thì cái chữ số nào mà nằm ở phía dưới nó có chữ số 0,1 thì đó, chữ số đó là chữ số thập phân. Còn lại nếu mà dưới nó là chữ số 1 là hàng đơn vị. Và tương tự như vậy, số 10 là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn. Và cái đây là số chỉ điện năng tiêu thụ và đơn vị tính là kWh. Và với cái con số này thì cho ta biết là điện năng tiêu thụ tại thời điểm ta đọc là 96.733,8 kWh. Và các em cũng đừng có ngạc nhiên là tại vì sao cái con số này nó lớn như vậy. Vì đây là cái thời điểm chúng ta đọc là như vậy. Và cái đồng công tơ điện này có thể là xài nhiều năm rồi các em. Thì số lượng điện nó cộng dồn lại thì nó ra được cái con số như thế này. Rồi như vậy ở đây chúng ta có một cái vấn đề mà thầy cần trình bày để các em hiểu. Đó là để tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng thì ta làm sao? Thì các em sẽ đọc cho thầy số chỉ của hai tháng liền kề ở cùng một ngày rồi tín hiệu của chúng. Tức là mình lấy số chỉ của tháng sau trừ số chỉ ở tháng trước thì ta sẽ ra được điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên trong khi đọc điện năng tiêu thụ thì người ta không yêu cầu mình đọc phần thập phân mà mình chỉ đọc phần nguyên thôi nha các em. Thầy lấy ví dụ đây là vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 thì số chỉ điện năng của chúng ta là 39472,8, ngày 2 tháng 10 năm 2021 là 39854,4. Tuy nhiên khi tính điện năng tiêu thụ thì ta chỉ lấy phần nguyên ta tính, có nghĩa là ta lấy cái số ở tháng 10 là 39854. Ta bỏ cái chữ số thập phân đi, ta không tính, không đọc vô. Rồi ta trừ cái chỉ số ở tháng 9 là 39.472. Và chúng ta cũng bỏ chữ số 8 đi, chúng ta không đọc. Thì chúng ta sẽ ra được cái điện năng tiêu thụ của gia đình mình trong một tháng 9 là 382 kWh. Và nếu mà có yêu cầu là tính tiền điện phải trả đi. Như vậy giả sử 1 kWh điện là 2.200 đi. Thì gia đình này một tháng phải trả bao nhiêu tiền? Thì đơn giản thôi, ta lấy cái số điện năng tiêu thụ này nè, ta nhân với 2002 thì ra được cái tiền điện phải trả nha. Tuy nhiên trong thực tế thì người ta tính nó rắc rối hơn, là người ta tính theo bậc thang đó các em. Mình càng xài nhiều thì số tiền mình trả cho 1 kWh điện nó càng tăng, rồi phải có thuế giá trị gia tăng nữa ha. Rồi như vậy đó là cái quan sát về cái công tơ điện cơ. Rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là cái cách đọc công tơ điện tử. Thì các em quan sát trước cái mặt số của cái công tơ điện tử trước ha. Rồi sau đó thầy sẽ giải thích. Chúng ta quan sát trước ha, thì chúng ta thấy là các số, cái số nó không có cố định mà nó nhảy liên tục nha, nó nhảy liên tục và nó thay đổi liên tục, nó không giống như công tơ điện cơ, em thấy ha. Thì mình phải biết cách đọc chứ không thôi là mình rối đấy. Rồi như vậy đầu tiên xin lỗi các em ha, chúng ta xem lại chút xíu.
Đầu tiên là cái số C10 rồi 18074937 gì đó, thì cái này nó là cái số series của công tơ thôi, là do nhà sản xuất người ta ghi ra để người ta dễ quản lý thôi nha. Rồi tiếp tục cái số thứ hai thì các em quan sát nè, cái số thứ hai em thấy cái số là kilowatt giờ đó. Số thứ hai thì tua lại cho các em xem nha, là cái số là kilowatt giờ đó các à, thì các em xem lại nha, là kilowatt giờ nè đấy. Thì em thấy có cái chữ kilowatt giờ thì cái số này chính là số chỉ điện năng tiêu tiêu thụ, chúng ta nhớ ha. Rồi tiếp tục là em thấy cái số mà phía sau con số đó có chữ V thì cho ta biết là điện áp, điện áp tức thời của mạng điện, tức là cái nguồn điện đưa mình đang sử dụng á, thì nó sẽ có điện áp là với cái số đo như vậy. Như vậy thì lúc này mình thấy trên trên mặt đồng hồ nó chỉ con số 227,19 V đấy, thì có nghĩa là điện áp của cái nguồn điện mà ta đang sử dụng là nó có điện áp là 227,19 V. Và tại một thời điểm khác thì nó lại là số khác nha các em. Điện áp nó có thể tăng lên chút xíu, giảm xuống chút. Rồi chúng ta tiếp tục quan sát. Đó, em thấy điện áp nó thay đổi liên tục ha. Rồi tiếp tục em thấy là có cái chữ A, có chữ A kế bên con số thì cho biết là đây chính là dòng điện tải, hay còn gọi là dòng điện đang sử dụng trong mạng điện là 0,48 A. Và cái dòng điện này nó có thể thay đổi liên tục tại ở những thời điểm khác nhau nha các em. Ví dụ tại thời điểm này nhà mình xài điện ít, tức là ít cái đồ dùng điện, thì dòng điện nó có thể nhỏ. Nhưng mà tại một thời điểm khác, số lượng đồ dùng điện trong nhà mình nó nhiều thì cái dòng điện tải này nó sẽ lớn lên, nó thay đổi khác đi nha. Rồi, chúng ta qua tiếp cái số liệu khác. Đó là em thấy là có chữ 0,05 rồi có cái chữ kW. Thì khi mà chúng ta thấy cái ký hiệu kW này mình biết là đây là đại lượng, đang nói về là cái công suất tải. Công suất tải có nghĩa là công suất của mạch điện đang đang sử dụng đó. Công suất của mạch điện nó đo cái công suất của mạch điện mà mình đang đang sử dụng đó. Gồm có những cái đồ dùng điện nào đó thì nó đo hết những cái đồ dùng điện đó, thì cái công suất của những đồ dùng điện đó cộng lại thì ra được con số này. Và 0,05 kW có nghĩa là 50 W đó các em nha. Rồi tiếp tục là ở đây người ta hướng dẫn mình cách đọc điện năng tiêu thụ, để tính điện năng tiêu thụ trong một tháng. Thì cũng giống như bên công tơ điện cơ thôi các em, thì chúng ta khi đọc chúng ta cũng bỏ chữ số thập phân đi, để tính điện năng tiêu thụ trong một tháng thì người ta đọc số chỉ 2 tháng liền kề nhau ha, rồi sau đó người ta lấy số chỉ ở tháng cuối trừ số chỉ ở tháng đầu thì ra được điện năng tiêu thụ. Như vậy các em xem lại cái cách tính người ta ha. Rồi như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ là click vào nút bài tập để làm bài tập nha, để làm bài tập lấy điểm kiểm tra thường xuyên lần 2. Rồi về nhà thì chúng ta nhớ xem lại nội dung bài 3, bài 4, bài 5, và xem kỹ lại tất cả những câu hỏi trắc nghiệm mà mình đã làm ở từng bài trong mỗi tiết.
của những bài này để mình chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ vào tuần 10 ha. Thì ở bài số 3 là mình chú ý là xem kỹ các ký hiệu về quy ước nè, những cái câu hỏi về quy ước nè, cấp chính xác nè, các loại tua vít kìm điện nè. Rồi ở bài 4 là chú ý là các ký hiệu quy ước của công tơ nè, chú ý về sơ đồ công tơ nè, cách đọc điện năng tiêu thụ nè. Ở bài số 5 là chú ý các loại mối nối nè, yêu cầu kỹ thuật nè, tức là ta có bao nhiêu loại mối nối đó, rồi yêu cầu kỹ thuật là của mối nối như thế nào nè, quy trình chung nối dây nè, cách thực hiện nè, số vòng quấn của nối thẳng nối rẽ nhánh là như thế nào nè, chúng ta xem kỹ lại để chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ ở tuần 10. Thì thầy lưu ý, thầy nhắc luôn các em nha, khi làm bài kiểm tra ở tuần 10 á các em, thì các em chú ý là khi chúng ta là vào tiến hành vào click vào và chúng ta làm thì thầy sẽ có trừ thời gian cho các em. Ở đây chúng ta sẽ có 20 câu là nhận biết, mỗi câu là 0,25 điểm. 0,25 điểm, 20 câu là 5 điểm. Rồi chúng ta có 10 câu dạng thông hiểu thì 10 câu này mỗi câu là 0,5 điểm. Như vậy thì cái thời gian tổng cộng của 20 câu mà dạng nhận biết thì mỗi câu như vậy là làm trong vòng 1 phút. 20 câu là 20 phút. Còn cái câu nhận biết á thì mình sẽ được cho thầy cho thời gian là dài ra. Cái câu thông hiểu á chứ là thầy sẽ cho thời gian dài ra. Mỗi câu như vậy thầy cho là làm tới 2,5 phút. Như vậy 10 câu là 25 phút. Như vậy cộng lại chúng ta có 45 phút để làm bài. Và các em yên tâm đi, thầy cũng đã trừ cho các em là 5 phút. 5 phút. Trừ hao cho các em 5 phút để chúng ta có thể là vào lớp để chúng ta chuẩn bị ha. Để chúng ta không có mất cái thời gian này. Thì thầy trừ tới 5 phút. Như vậy các em yên tâm, đừng lo lắng ha. Thầy tính là vừa đúng 45 phút cho chúng ta và có cộng thêm 5 phút để làm bài đó nha, để chuẩn bị đó. Thì thầy lưu ý một cái vấn đề như thế này là khi mà chúng ta làm bài, do đây là kiểm tra giữa kỳ cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đừng có click vào rồi trở ra để xem bài học, rồi cái click vào trở ra là chúng ta sẽ mất cái thời gian. Và khi mà mất thời gian như vậy thì đến giờ là tự động nó không cho chúng ta làm nữa. Và có những bạn cứ là gọi thầy là nói sao đang làm nửa chừng mà hết giờ. Thì là do chúng ta nhiều khi thoát ra chạy ra, thoát vô thoát ra đó, là nó bị như vậy. Những trường hợp đó thì thầy không giải quyết cho chúng ta nữa đâu ha. Rồi các em chú ý là những trường hợp nào mà mạng trục trặc đang làm mà tự nhiên nó đá mình văng ra là do cái lỗi mạng nó báo lỗi gì đó, hoặc là không vào được mạng thì chụp lại hình làm minh chứng cho thầy, gửi qua báo cho thầy liền, chứ không phải đợi mà thì khi mà thầy chấm điểm xong thì báo điểm rồi thì mới lúc đó mới báo cho thầy thì là muộn ha, đưa bài sửa lên xong là muộn rồi nha. Cho nên là các em phải chú ý là phải báo liền để thầy cho chúng ta làm lại ở một cái phòng khác. Chúng ta nhớ chưa? Nhớ thầy dặn chưa? Nếu mà có trục trặc gì thì báo liền, không để quá giờ quy định. Tức là giờ quy định là sao? Khi thầy đưa bài sửa lên group của lớp là coi như là đó là giờ quy định, hết có thay đổi được đó nha. Nhớ. Phải báo liền cho thầy. Rồi, như vậy thì thầy dặn dò kỹ rồi ha. Các em về nhớ xem lại bài. Cho nó cẩn thận để chúng ta làm kiểm tra giữa kỳ cho nó tốt ở tuần 10 nha. Chúc các em thành công.